chiều tối 16 tháng 6 tại đại lộ Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội không tiền mặt Cashless Town và công bố chương trình khuyến mãi tập trung mùa mua sắm Shopping Season 2023. Lễ hội không tiền mặt do Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, báo Tuổi Trẻ cùng Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự phối hợp từ Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS và Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16 đến 18 tháng 6 với cung đường khu vực thông tin và công nghệ tài chính, cung đường khu vực trải nghiệm đa dịch vụ, cung đường khu vực thương mại và dịch vụ F&B. Không gian lễ hội được tổ chức theo ý tưởng xây dựng một xã hội không tiền mặt thu nhỏ. Trong suốt 3 ngày đêm diễn ra lễ hội, người tham dự sẽ được tìm hiểu về các công nghệ tài chính, trải nghiệm các dịch vụ công như thanh toán điện, nước, đóng thuế, tham quan triển lãm, thưởng thức nghệ thuật, mua sắm, ăn uống, vui chơi, giải trí. Tất cả đều không dùng tiền mặt. Xuyên suốt lễ hội còn có rất nhiều hoạt động trao đổi văn hóa, giải trí, giúp người dân có thêm không gian vui chơi, trải nghiệm. Từ lễ hội này, chúng tôi mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp cùng nhau xây dựng một xã hội không tiền mặt. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, cũng diễn ra lễ công bố chương trình khuyến mại tập trung mùa mua sắm Shopping Season 2023, một trong những hoạt động xúc tiến thương mại thường niên trọng điểm của thành phố, với nhiều hoạt động ngày càng quy mô, đa dạng và phong phú, với sự tham gia của các thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng cao, hạn mức khuyến mại lên đến 100%, giúp người tiêu dùng và du khách có được trải nghiệm mua sắm thú vị tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã chỉ đạo Sở Công Thương triển khai với nhiều điểm mới thông qua sự huy động tổng lực, sự kết hợp của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cùng tham gia, từ công thương, y tế, giáo dục cho đến văn hóa, hàng không, v.v. Gắn với việc đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, hy vọng sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị và hài lòng cho du khách và người tiêu dùng. Theo ghi nhận, vào sáng ngày 16 tháng 6, trước khi lễ khai mạc diễn ra, các gian hàng đã bắt đầu tất bật chuẩn bị. Khoảng 10 giờ sáng đã có khá đông người dân du khách đổ về lễ hội. Tại các gian hàng của các ngân hàng, người dân sẽ được trải nghiệm thử các dịch vụ thẻ mới, mở thẻ tín dụng, thanh toán với nhiều ưu đãi và chơi các trò chơi nhận quà hấp dẫn, mua sắm và trải nghiệm không gian ẩm thực tại cung đường đa dịch vụ và F&B.